chúng tôi xin gửi lời chào tới các liền anh liền chị, những quý vị dù là trai hay là gái, dù dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn tivi hay bán hàng hóa, thậm chí những ai ở trong xã hay cùng thôn, những ai có mặt ở buổi thành hôn, anh em chúng tôi xin cảm ơn chân thành nhất. Và kính thưa toàn thể hôn thân mến, đúng là dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu lịch sự được như người quê ta. Cảm ơn quý khách gần xa đã tới dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Mà quý vị hãy cùng ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho nên đôi vợ chồng mà đám cưới thì rực rỡ màu hồng, cho quý vị cũng cảm thấy vui lòng trong buổi trưa ngày nay. Và kính thưa toàn thể hôn thân mến, đúng là Hải Dương thì quả thật là rất giàu, mà con trai con gái không đâu đẹp bằng. Còn ai thắc mắc hay thằng chăng thì cứ nhìn chú rể quên là bằng trước đây. Anh ấy trông rất đẹp trai, mà cao to phong độ thì chẳng ai đẹp bằng. Còn cô dâu thì lại xinh đẹp tuyệt trần, mà dịu dàng dễ mến lại có phần nết na. Chỉ được ví như chị Hằng Nga, thiên bồng nguyên soái cũng phải khóc òa vì yêu. Mà chú rể thì trông giống Sĩ Điều, cô dâu thì lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm mà lại say sưa tình nồng. Và kính thưa toàn thể hôn thân mến, đúng là mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, mùa của con tim thường nén để tìm nhau, mùa của trái cau xanh kia với lá trầu, cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, em ăn miếng trầu cho đỏ đàn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho anh ngắm em cả ngày no con mắt. Em gái ngày xưa hôm nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa tiên Nga, từ 9 tầng mây rơi xuống sân nhà, cho anh hạnh phúc tấm vầm một vài nghìn năm sau. Vẫn chuyện là mời của gia đình, và đỡ là mời cho cô dâu chú rể, trân trọng kính mời quý cụ, quý ông, quý bà. Cô mời cô bác chú gì và các bạn trẻ nam nữ thanh niên gần xa của cả hai họ cùng ăn trầu, uống nước, hút thuốc và cùng chung vui với cô dâu và chú rể. Và đúng là em đã về đến mùa xuân ơi, có phải tình anh càng yêu dấu tuyệt vời, em đã đến cho mùa xuân trở lại. Em quét dài sân tay bự ôm bó hoa em đi trong ngày hôn lễ, có phải em mùa thu nào về say bướm say hoa cho cánh bướm bay về, xuân đã về cùng với biển khơi cho anh hôn em trên đàn môi êm ấm. Và được sự nhất trí của hai cơ quan chính quyền địa phương và được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như sự đồng tình của đôi bạn trẻ, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ thành hôn của hai bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho gia đình và đỡ là mời cho cô dâu chú rể, trân trọng kính mời quý cụ, quý ông, quý bà, cô mợ, cô bác, chú dì và các bạn trẻ nam nữ thanh niên gần xa cùng uống nước, hút thuốc, xây chầu và cho phép. Và kính thưa toàn thể hôn thân mến, trên sân khấu hôn trường phòng cưới của chú rể Xuân Khuyên đang chờ đón những ca sĩ như Nam Trường, Nam Trường Thắng, để rồi tình yêu của đôi bạn trẻ được ví như trăm ngàn loài hoa trong mùa xuân, như tia nắng chói chang trong mùa hạ, như hương thơm ngào ngạt của mùi hoa sữa trong mùa thu, và đặc biệt là như những ngọn lửa hồng sưởi ấm mùa đông, để rồi giờ đây họ nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung chiếu chung phong chung màn, chung môn lời thở tiếng than và chung niềm hạnh phúc với một đàn con sinh. Và tối hôm qua anh Khuyên thì còn ngủ một mình, mà tối nay anh đã có người tình nằm bên. Và còn tối hôm qua và chị Hằng còn ngủ với Bu, mà tối nay em đã phải xa Bu mất rồi. Quả thật là công cha thì như núi ngất trời, mà nghĩa mẹ thì như nước ngời ngời biển đông. Giờ đây nên vợ nên chồng thì không thể thiếu được công ơn của mẹ thầy. Và cũng để liên tục chương trình, Bắc Trường Đoàn Họ Nhà Trai và nhà gái đã chính thức trao dâu nhận rể cho nhau. Kể từ giờ hai bạn chính thức thuộc về nhau, đề nghị hai bạn hãy đứng dậy trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của bà con họ hàng ba bề bốn bên và các bạn trẻ nam nữ thanh niên gần xa của cả hai họ. Và xin trân trọng kính mời hai bạn hãy trao nhẫn cho nhau. Của chú rể Khuyên bên đối với cô dâu Hằng không ạ? Nếu đồng ý cho một tràng pháo tay thật giòn giã được không ạ? Và chúng ta cùng đếm 1 đến 3 cho anh Khuyên hôn chị Hằng được không ạ? Tôi sẽ là người bắt nhịp và quý vị cùng đếm với tôi được không ạ? Đề nghị nhạc trông, nhà công cho nhỏ nhạc. Và chúng ta cùng đếm được không ạ? Đâu là những nhà quay camera, đâu là những nhà nhiếp ảnh thực sự chuyên nghiệp, những ai đang sở hữu những chiếc điện thoại Nokia 1001, 1002, quý vị anh chị hãy rút ra chụp ảnh cái hai bạn để lưu vào danh bạ. Vâng, kính thưa toàn thể hôn thân mến. Và cho phép tôi được bắt nhịp. 1, 2, 3. Vâng, mời quý vị anh chị cho một tràng pháo tay thật rộn rã được không ạ? Vâng, kính